Vậy thì làm phong thủy nghĩa là tác động vào khí, mà tác động vào khí thì là cái này tác động vào khí và cái này tác động vào khí. Vậy thì rõ ràng khi cái này nó xảy ra thì là do cái này và cái này, đúng không? Nó phải hai yếu tố nó xảy ra, và yếu tố thứ ba là con người nữa. Thì khi nên là khi mà đọc lỗi ấy, mà anh bỏ qua cái này cũng không được, nó chưa đầy đủ, có thể lỗi nó không chính xác, thậm chí là tôi còn phải dùng bài toán quy ngược. Chị ấy bị tai nạn vào thời điểm nào, ví dụ thì bài dạng vào tháng đây năm đấy, thì chắc chắn lỗi nó phải làm ở chỗ kia. Mọi người đừng làm bài toán ngược chưa, chắc chắn lỗi nó phải làm ở chỗ kia. Đấy, thì trong quá trình đoán mình cũng phải sử dụng cả cái phương pháp đó. Đấy, thì nó mới đảm bảo được, chứ không là không đảm bảo được. Tiếp theo, bài tiếp theo, bài 4. Bài 4, nguồn gốc lý luận trong phong thủy. Cơ sở lý luận đấy của phong thủy ấy thì sẽ lấy âm dương làm gốc. Âm dương làm gốc. Vì sao lại lấy âm dương làm gốc? Vì sao lại lấy âm dương làm gốc ạ? Thì mới thấy rằng là theo đạo của Lão Tử ấy, chúng ta nhớ là như thế này nhé. Ở Trung Quốc có tồn tại ba đạo giáo: Tam giáo, Đạo giáo đứng đầu là Lão Tử, Nho giáo đầu là Khổng Tử, và Phật giáo là từ Tây Tạng, Ấn Độ đấy. Thì ba đạo giáo này thì ở trong cái bài hát truyền thống của Đại Nam là có thì Tam giáo cửu lưu. Ở Đại Nam có bài hát rất hay, Dung Dung tí nữa Dung giờ ra nghĩa là Đại Nam mở cái bài đấy cho mọi người nghe thì rất nghe đấy. Thì cái mà chúng ta đang học ấy thì nó làm được nền tảng của làm ở trong cái này, bởi vì đạo giáo nó nói đến như là một cái ông Lão Tử, nhưng mà nhà triết học thời cổ xưa luôn luôn nói đến các quy luật vận hành của tự nhiên và vũ trụ. Thì cái mà chúng ta nghiên cứu nền tảng nó dựa trên cái này, trên cái này đạo của Lão Tử, nó đề cập đến những cái quy luật của tự nhiên. Nó có một cái câu rất hay là như thế này: đại đạo thì chí giả, trong cái sách Đạo Đức Kinh nó nói đại đạo thì chí giả, nghĩa là đạo càng lớn thì càng đơn giản, mọi người hiểu chưa? Đạo càng lớn thì càng đơn giản, nên khi mà nhìn thấy cái gì mà nó đơn giản quá thì đừng coi thường, giống như là coi thường Đại Nam, nhiều người coi thường Đại Nam ấy. Có một ông nào ông tin ông bình luận, ông bảo là trong lúc các thầy đang cãi nhau thì người ta kiếm rất nhiều tiền. Đại đạo thì chỉ giản mà kiếm tiền bằng cách đơn giản và sử dụng những cái thuật ngữ đơn giản. Nên là khi mà dạy phong thủy ấy thì bắt đầu mọi người mới thắc mắc là thì ông này dễ hiểu, bởi vì tôi không dùng những thuật ngữ. Thế bây giờ tôi đọc bao nhiêu là tôi ôm hết rồi, tôi dạy các vị một lúc sau choáng ấy, các vị không học được. Mà dân mình thì là thích cái gì nhỉ? Thích nghe những cái đơn giản, thì cả nói bậy cũng được, cũng phải đơn giản. Chứ nói bóng nói gió là không không được, nên là phải đơn giản. Thế thì cái cơ sở lý luận này của phong thủy ấy, nó nằm ở hai từ âm và dương. Thì âm dương cân bằng là trạng thái lý tưởng nhất, mà nếu không công bằng thì dẫn đến nóng và lạnh. Nghĩa là như thế nào? Khi âm nó mạnh quá thì dẫn đến lạnh, mà khi dương nó mạnh quá thì dẫn đến nóng. Đó. Cái quy luật tự nhiên này nó cực kỳ hay, nếu ai hiểu của nó cực kỳ hay. Ví dụ từ cái thời điểm này trở đi, 7 giờ tối trở đi, thì chúng ta thấy rằng là cái khí nào là vượng, khí âm nó vượng, đúng không? Nên là tắm từ cái giờ này trở đi này là các ông dễ bị nhiễm hàn. Nước ấm nhá, cái giờ này mà tắm nước ấm thì các ông vẫn bị hàn. Nhưng mà cái tầm một buổi sáng 7 giờ sáng thôi, lúc đó khí dương bắt đầu lên, ông tắm nước đá ông cũng không bị hàn. Đúng quy luật, hiểu quy luật chưa?
Đó là quy luật tự nhiên đấy mà. Nên là bản chất nó là âm dương cân bằng. Thời điểm này âm, thời điểm kia dương. Và âm dương có sự chuyển dịch. Ngẫm mà xem, tất cả các thầy bác sĩ đều khuyên anh em không được tắm tối và đêm. Nhưng không ông nào khuyên là không được tắm sáng. Và tất cả các ca đột quỵ ấy, đều là tắm đêm. Nếu liên quan đến tắm, chả có thằng cha nào tắm buổi chiều hay buổi trưa mà bị đột quỵ cả, mà đi cả. Đó là quy luật tự nhiên mà. Thế thì phong thủy cũng vậy. Thế thì phong thủy cái âm dương ấy, nó thể hiện nóng lạnh một phần, nhưng cái mà rõ ràng nhất ấy, nó thể hiện là gì? Khí âm là khí thủy, mà khí dương là khí phong. Nhá. Khí dương là khí phong và khí âm là khí thủy. Đấy, quy luật của nó là như thế. Đấy. Vì tại sao khí dương lại là khí phong? Bởi vì cái khí dương ấy là khí khô, bao giờ có trạng thái gì? Đi lên. Đi lên, nên là khí dương là phong. Còn khí thủy thì bao giờ nó có trạng thái gì? Đi xuống, rơi xuống. Đấy. Nặng và trọng nên là nó rơi xuống, nên là khí thủy thì bao giờ cũng có trạng thái là âm. Đấy. Và thái âm. Thì nếu như hiểu quy luật đó, hiểu quy luật đó, phong thủy đó, thì ta phải xem là gì? À, bản chất cái cơ sở lý luận của phong thủy ấy, nó dựa vào âm dương. Vào âm dương. Vậy thì âm dương mà nó có những tính chất gì ấy, thì phong thủy nó có tính chất đó. Đây là cơ sở lý luận của phong thủy mà. Là âm dương đúng không? Đấy. Âm dương sinh ra vạn vật, và lý kỹ luận của phong thủy nó cũng dựa vào đó. Vậy thì cái thằng âm dương này nó có thuộc tính, nó có những tính chất gì, thì phong thủy nó có tính chất đó, đúng không? Cơ hội vàng, học phong thủy chưa bao giờ dễ dàng như thế. Khám phá tinh hoa phong thủy cổ học với khóa học Đại Đạo Chí Giản Phong Thủy Cổ Học, ưu đãi 80%, chỉ còn 480.000 đồng. Phong thủy khoa học, khơi nguồn sức sống trường tồn, trực tiếp biên soạn và giảng dạy bởi Thạc sĩ Phong thủy sư Nguyễn Trọng Mạnh, người sáng lập Phong thủy Đại Nam, có hơn 10 năm kinh nghiệm, 5.000 giờ lên lớp phong thủy thực chiến, hơn 20.000 học viên với hơn 300 khóa học. Tư vấn trực tiếp hơn 3.000 doanh nghiệp và hộ gia đình. Nội dung khóa học là tâm huyết của thầy Nguyễn Trọng Mạnh cùng toàn bộ hệ sinh thái Phong thủy Đại Nam, mong muốn cộng đồng tìm đến cái gốc của phong thủy khoa học để tăng cường sức khỏe, may mắn, thu hút tài lộc sung túc. Đại Đạo Chí Giản Phong thủy cổ học giúp bạn phát triển trường tồn bằng kiến thức phong thủy khoa học giản đơn. Đặc biệt, cơ hội cho 1.000 học viên đăng ký sớm sẽ được tặng sổ tay Đại Đạo Chí Giản trị giá 700.000 đồng. Liên hệ ngay để đăng ký khóa học và nhận ưu đãi hấp dẫn. Hotline 0288 887 7778. Website daotao.phongthuydaiNam.vn. Đăng ký ngay